học trời tối rất khó các bạn nhé. Đây là đang lùi kép dọc này, nhưng mà chúng ta cứ theo cái cơ bản thôi. Đấy, xe dừng giữa cửa chuồng nhé. Rồi đấy, có cả chợ giáng nữa này. Đấy, xe dừng giữa cửa chuồng nhé. Rồi, sau đó là đánh hết lái phải lên. Đánh hết lái phải lên. Nhìn vào cái đây này, đây này. Đấy, nhìn vào cái mốc ở dưới này. Nhìn kỹ nhé. Trời tối thì nó hơi khó một tí. Đấy, có cả chợ giáng. Đấy, nhìn gương bên trái thẳng xe. Đấy, thẳng ra. Rồi, tiếp tục các bạn. Lấy hết lái trái, từ từ cho xe vào. Đấy, bám bên trái, nhìn kỹ. Ở đây nó có hai cái vạch, một là vạch sơn trắng, hai là cái vạch sơn mờ. Thì chúng ta bám vào vạch sơn mờ, đè lên vạch sơn mờ cũng được. Nếu mà bám sát vào vạch sơn mờ thì không cần phải quan sát bên kia nhé. Nếu đã bám sát vào vạch sơn mờ hoặc đè lên vạch sơn mờ thì không cần phải nhìn bên phải. Đấy, giờ chỉ cần song song xe thôi. Trả thẳng lái ra. Đấy, chúng ta trả thẳng lái ra. Rồi chúng ta lùi vào. Lùi vào. Chậm chậm lùi vào. Đấy, cho bánh sau nó. Cái lùi ghép dọc này thì đơn giản. Nó nhận bài rất là tốt khi mà chúng ta lùi thẳng vào. Chúng ta nghe này. Đấy, thế là đã nhận nhạc rồi, nhận bài rồi. Rồi, ok. Và số 1 đi ra. Vai qua vỉa. Đấy, vai qua vỉa, bên này cũng được, bên kia cũng được, nhìn là chúng ta đã xong bài lùi chuồng. Đấy, nếu mà trời tối mà các bạn lưu ý, nếu mà trời tối mà các bạn cứ nắm theo cơ bản là các bạn vẫn cứ đỗ ngon lành cành đào, không bị trừ điểm nào ở bài lùi chuồng. Rồi, chúc các bạn học tốt, thi tốt, cố gắng luyện tập để tay lái được vững vàng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin chào và xin chào. À quên, các bạn xem thấy hay thì các bạn hãy đăng ký, like, share, ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn.